Vâng, xin chào tất cả mọi người đến với chương trình giới thiệu nhà đất Trà Vinh. Hiện tại thì mình đang có mặt ở đường 30 tháng 4 thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một trong những vị trí mảnh đất mặt tiền thuộc đường Trần Văn Ẩn, và nó chỉ cách trung tâm thành phố Trà Vinh trong bán kính khoảng 3 km độ lại, gần với khu công nghiệp Long Đức Trà Vinh, cách khu công nghiệp Long Đức Trà Vinh khoảng 1 cây rưỡi, và gần với tất cả những điểm trường học, ví dụ như là trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và ủy ban nhân dân xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Chạy theo đường 30 tháng 4 thì chúng ta bắt đầu từ trung tâm thành phố Trà Vinh á, chạy ra tới cầu Sóc Ruộng, và từ cầu Sóc Ruộng trở về theo cái hướng này gọi là đường 30 tháng 4. Chạy gần tới cuối đường 30 tháng 4 chúng ta sẽ bắt gặp được cái ngã tư Bùng Binh. Cái ngã tư Bùng Binh đó, nếu mà chúng ta rẽ về bên hướng bên tay phải là sẽ ra được khu công nghiệp Long Đức Trà Vinh. Chạy thẳng về phía trước thì chúng ta sẽ ra được đường Bùi Hữu Nghĩa. Rẽ về bên hướng bên tay trái thì chúng ta sẽ ra được cầu Ba Trường. Đường đó gọi là đường Trần Văn Ẩn. Đây, tại nơi đây thì mọi người để ý nghe, dân cư rất là đông. Tại vì đây là đường 30 tháng 4 rồi. Có một cái địa điểm rất là nổi tiếng ở Trà Vinh, đó chính là đền thờ Bác Hồ. Vâng, thì chúng ta bắt đầu từ cái Bùng Binh đó, chúng ta sẽ rẽ về bên hướng bên tay trái, chạy khoảng chưa tới 1 cây số thì chúng ta nhìn bên tay phải á, có cái chỗ là bán dừa sáp. Một hồi nữa mình chạy tới đất cho mọi người tham khảo ha. Kế bên chỗ bán dừa sáp đó chính là vị trí mảnh đất mặt tiền đường Trần Văn Ẩn. Mình xin nhắc lại số hotline để liên hệ sở hữu trực tiếp mảnh đất này. Đó chính là số hotline luôn luôn không bao giờ thay đổi, 0909840707, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về giá cả cũng như nhận quảng cáo, cầm cố, ký gửi và các hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai. Một clip quảng cáo như vậy dao động từ 500k cho tới 1 triệu đồng, tùy theo mức độ xa hay gần, và có xa hay gần trung tâm thành phố Trà Vinh thôi. Diện tích của mảnh đất là ngang 5, dài khoảng 29 m, cho lên hộ cư, gần trung tâm, gần trường học, gần đền thờ Bác Trà Vinh, gần khu công nghiệp Long Đức Trà Vinh. Giá chủ đất đưa ra là một con số vô cùng hợp lý để cho mọi người đầu tư. Đất này đang hiện tại là full lúa, từ đất lúa chúng ta sẽ chuyển thẳng lên đất thổ cư. Mốc lộ giới là ngang, mốc lộ giới chiều sâu vô khoảng hơn 4 m một chút xíu. Nếu mà trừ hao mốc lộ giới luôn thì chiều dài của miếng đất còn lại khoảng 24 m mấy. Đó, đây, chạy khoảng vài trăm mét thôi. Mọi người để ý bên phía bên tay phải màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người, một hồi nữa nó có cái quán nó bán dừa sáp cho mọi người. Có cái quán bán dừa sáp, kế bên quán bán dừa sáp là vị trí mảnh đất mình cần rao bán. Đèn đường chiếu sáng vào ban đêm, dân cư đông. Có cái tiệm tủ đồ luôn nè. Rất là ok nha mọi người. Số hotline nằm rắp tay trái, sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người, 0909840707. Tại nơi đây, tại đường này, đây được xem như là đường huyết mạch nối liền giữa tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre thông qua cây cầu Cổ Chiên. Chạy thẳng đường này qua khỏi cầu Ba Trường, chạy thêm một đoạn nữa, chúng ta sẽ bắt gặp cái ngã ba. Ngã ba đó rẽ về bên hướng bên tay phải là cầu Cổ Chiên, rẽ về bên hướng bên tay trái là thị trấn Càng Long. Đó thuộc quốc lộ 60. Đường này là đường Trần Văn Ẩn. Xin nhắc lại một lần nữa, đường này là đường Trần Văn Ẩn. Dân cư đông, gần chợ, gần khu công nghiệp và gần trung tâm thành phố Trà Vinh. Bên tay phải có một cái quán bán dừa sáp, mọi người để ý nha, mình chạy tới. Vâng, bên tay phải mọi người có cái tiệm bán dừa sáp nha. Sẽ tới đằng kia một chút xíu. Đất cần bán là đất full lúa. Để sở hữu đất này, mọi người chuẩn bị cho mình giấy xác nhận làm lúa mới có thể mua được đất lúa. Chuyển thổ cư là vô tư nha mọi người. Chuyển thổ cư là vô tư luôn. Đây, bán dừa sáp. Mừng thắng cái két. Rồi, tới vị trí mảnh đất mình cần rao bán. Và bây giờ hiện tại mình đang có mặt. Vâng, đây, thì từ đây chạy thẳng về phía trước là sẽ tới được khu công nghiệp Long Đức Trà Vinh. Và bán kính trường học, trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, ủy ban nhân dân xã Long Đức khoảng 1 km độ lại.
gần khu công nghiệp Long Đức Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 3 cây số. Chạy theo hướng ngược lại thì chúng ta sẽ tới được cầu Ba Trường và tới được cầu Cổ Chiên. Đường này mình xin nhắc lại một lần nữa là đường Trần Văn Ẩn. Đất này chưa qua đầu tư cho nên cái giá của nó rất là rẻ nha mọi người. Nó có trả giá là có bán, đừng có trả cái giá thấp chủng là được rồi, trả cái giá hợp lý là chốt nhanh chốt lẹ, chốt trong vòng một nốt nhạc. Mọi người có thể đi đọ giá thoải mái những vị trí mảnh đất mặt tiền cần bán tại nơi đây luôn. Từ căn nhà bán vừa sáp chúng ta sẽ điếm ra bên phía, xin nhắc lại nha, từ căn nhà đó điếm ra bên tay trái bỏ một nền ngang 5m, nền thứ hai ngang 5m tới nền thứ ba là ngay cây trụ chiếu sáng luôn. Nền thứ ba là nền mình cần bán, ngang 5 dài khoảng 29m, đất vườn lúa trừ mốc lộ giới ra còn lại khoảng ngang 2 dài 24m. Phía sau lưng kế bên cái căn nhà, ngay chỗ cái căn nhà mà bên tay trái mọi người á, ở dưới là có cái giải mã khoảng 3-4 cái thành phố buồn. Không có ngay đất của chúng ta nha, nằm xéo miếng đất thôi. Cho nên những ai mà không nghiêng về tâm linh, nếu mà không nghiêng về tâm linh thì cứ việc chốt nhanh chốt lẹ, chốt trong vòng một nốt nhạc. Vì những vị trí mảnh đất mặt tiền giá rẻ tại nơi đây hầu như không còn nhiều nữa, đã qua đầu tư hết trơn rồi. Và mình xin nhắc luôn, cái giá bán của vị trí mảnh đất này là 950 triệu thương lượng nhẹ. Xin nhắc lại một lần nữa, giá bán của vị trí mảnh đất mặt tiền đường Trần Văn Ẩn, ngang 5 dài khoảng 29, cái giá của nó là 950 triệu thương lượng nhẹ, thông qua số hotline 0909840707. Vâng, mình xin nhắc lại một lần nữa nha, số hotline 0909840707. Nhận về quảng cáo, cầm cố, ký gửi và các hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai với giá cả vô cùng phải chăng. Một hồi nữa mình sẽ đứng trong miếng đất, mình quay cho mọi người xem cái hậu ở phía sau nó như thế nào nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào vị trí mảnh đất quay cho mọi người xem nha. Vâng, đây là phía trong vị trí mảnh đất mình cần rao bán, ngang 5 dài khoảng 29, đất phun lúa, mặt tiền đường Trần Văn. Bên tay trái thì có 2-3 ngôi mộ nha, ở sau lưng cái nhà bên kia. Giá chủ nhà đưa ra là 950 triệu thương lượng nhẹ trực tiếp chính chủ, thông qua số hotline 0909840707. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo và chúc cho mọi người đầu tư sinh lời cũng như là tấn tài, tấn lộc, tấn bình an.